Anh chết cha bây giờ. Thôi để cô chăm sóc cho con nha, để cô dạy cho con một bài học. Mấy bà vừa vô mày quảng cáo à? Quyết quyết không được, ai quyết đây? Chưa chơi con mẹ gì hết, chưa vô quảng cáo rồi. Lại một cái quảng cáo khác nữa, mẹ. Tắt.